chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Bánh Bao Cuộc Sống Trung Quốc Chí Giang. Thì ngày hôm nay em sẽ quay lại với cả nhà, em sẽ làm cái món gọi là cái gì ta? Cái này gọi là cái gì cả nhà? Cái này chắc là bún khô á cả nhà, hay là miếng khô gì đó, hay là bún tàu gì đó. Em không biết nữa. Nhìn nó giống như bún tàu vậy đó. Thì cái này là hôm qua em cũng lấy cái này em ngâm xong rồi em bỏ vô cái mắm chưng đó cả nhà. Thì nói chung là bún tàu đi. Rồi đây là nấm kim châm. Trống hả ta? Ở đây nó hơi chói nha cả nhà, không thấy rõ. Đây là nấm kim châm. Đây là hành lá. Còn đây là cái chén này rất là nóng luôn. Cái chén này đây là tỏi. Tỏi với ớt phi lên cả nhà. Không có phi nữa mà là em bằm tỏi với ớt xong rồi em bỏ vô cái chén xong rồi em làm cái kiểu Trung Quốc đó cả nhà. Mình ở đây ở Trung Quốc mà mình làm cái gì cũng phải theo kiểu Trung Quốc. Cái mình bắt cái chảo dầu nóng lên thì là nóng. Cái mình đổ vô cái chén mà tỏi với ớt bằm đó cả nhà. Rồi đó là nó thơm lên rồi mình bỏ xíu bột ngọt rồi muối miếng dầu hào vô rồi vừa ăn. Còn đây là cái thau này nè. Tới cái thau này mới tới công chuyện này cả nhà. Cái thau này gồm có cải bắc thảo. Nhưng mà cải nhỏ nhỏ, cái lỗi ở trong thôi nha cả nhà. Cái này em đi vô siêu thị em mua hồi sáng. Thì cái này cũng rẻ lắm. Cái này mua hình như là 4-5 bắp mà chưa được tới nửa ký cả nhà, có 3 tệ mấy thôi. Có cái này mới mắc nè. Tép cả nhà ơi. Tép bạc ở bên đây đều rất là mắc luôn. Ý là tép sống đó nha, tôm sống đó. Ở đâu là 20, không, nó bán 30, 37 tệ nửa ký lô cả nhà. Rồi 1 ký tới 6 mấy 70 tệ 1 ký lô nè. Còn đây là nghêu, nghêu xong cả nhà. Nghêu xong này thì nửa ký 7 tệ. Thì em mua cái nghêu này là 12 tệ nghêu. 12 con tép thì 10 tệ. Dưới cái gì ta? Cái cải này 3 tệ mấy nữa là để coi 12, 22, 22 với cái này 3 tệ mấy rồi 4 tệ. 10, 22, 22 với 4 thì là 26. 26 với cái này 6 tệ. Cái nấm kim châm này 6 tệ. 24 với 6 là 30. 30 tệ cả nhà. Còn cái bún tàu khô này là ở nhà em mua lâu dữ lắm rồi. Là 30 tệ. Buổi sáng hôm nay là chỉ có 3 người ở nhà thôi. Em có mua đồ rau củ này nọ mà tới chiều mới nấu. Thì hôm nay nấu gọn thôi. Đi chợ về là tới 11 giờ rồi cả nhà. Thì cũng có bắt lại cơm lên để hồi má chồng em không có ăn này thì má chồng em cũng ăn cơm cả nhà. Nhưng mà cái món này má chồng em nấu một lần rồi má chồng em có ăn. Dư mua mấy cái cánh gà này cả nhà. Cỡ chục cái cánh gà giữa rồi cả nhà đây nè. Mà đâu 28 tệ 88 cả nhà, mắc ghê luôn. 10 cánh mà 28 tệ 88 là nó ra 60 mấy, 70 mấy, 70 mấy 80 ngàn cả nhà mà chỉ có 10 cánh thôi. Ồ, là chắc hơn nửa ký. Đúng rồi, hơn nửa ký cả nhà. 600-700 gram. Thì bây giờ mời cả nhà cùng theo em để coi cái cách làm hôm nay em sẽ nấu gọn như thế này cả nhà. Cái món này gọi là, thì em cũng đi ra ngoài tiệm em ăn một lần rồi. Cái món này là nó bán cái kiểu mà em có quay cái video lại đó cả nhà, cái gọi là giống như cái hủ tiếu gì đó mà nó bán trong cái giấy bạc rồi nó để lên cái tô nó nấu cả nhà. Nó nấu trên giấy bạc xong rồi bỏ vô cái tô, là khi mà mình ăn xong mình nó sẽ lấy cái giấy bạc đó nó giục nó quăng. Còn cái tô thì vẫn còn sạch sạch cả nhà, không có phải rửa. Thì bây giờ mời cả nhà cùng theo chân em làm nha. Thì hôm nay em cũng nấu bằng mấy cái tô nhôm này luôn cả nhà. Bây giờ let's go.
được không? Hỏi bộ hồ sơ không á? Đây là cả nhà. Anh Mập bánh đang ăn nè. Cái tô như vậy là ở ngoài nó bán 25 tệ đó cả nhà, mà có chút xíu à, có một hai con tép nhỏ xíu với mấy con nghêu đó thôi là 25 tệ. Còn ở nhà mình mua 30 tệ mà mình nấu được 3 người ăn cả nhà. Tiện. Mà cả nhà thử nấu à, khi nào mà cả nhà thử nấu cái món này thử đi, rất là dễ làm luôn. Mà nó ngon nữa, cái nhà nó thanh của nước nghêu mà ngon lắm. Anh vừa ăn mà anh vừa coi điện thoại nữa cả nhà. Vấn đề nổi chưa? Thì cả nhà ơi, bây giờ cũng nấu xong rồi cả nhà. Đây cái tô hấp dẫn không cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn. Ăn trưa với hai vợ chồng em nha. Giờ sẽ trộn lên cả nhà. Thơm quá cả nhà. Đây nè, cái cọng mà nãy em đưa cho cả nhà coi nè. Đó, nó nở ra. Giờ trộn lên cả nhà. Lên lên. Chị xưa chào ông bà cô chú. Anh chị và các bạn. Các bạn. Ừ, ta cho họ. Đi chưa họ bao hồi chưa? Hồi chưa. Đi giang pha quay miên mai mà. Hả? Hậu chư y văn quay miên sơ bia mai mà. Hả? Khuya. Anh Mập này hợp cái là cả nhà biết sao. Hai đứa thích đi ăn ăn này nọ đó cả nhà. Với đi chơi, rủ đi đâu là đi. Không thôi rủ đi ăn cái gì là hai đứa cùng đi. Hôm qua mà lúc mà em lấy mấy con mắm cho em bầm á, là lúc đó em quên. Lúc đó là em cười. Em cười đó cả nhà, lúc mà em bầm lấy con mắm nha đó là anh Mập anh đi vô. Anh rửa mấy chiếc dưa hấu đang bỏ vô tủ lạnh, nó nứt đó cả nhà. Rồi các em lấy mấy con mắm em che. Em để cho anh hửi. Anh bệnh mũi anh che. Anh Mập anh cũng không có ăn mắm được cả nhà. Mắm tôm, mắm gì cũng không ăn được chứ. Chỉ có ba chồng em với má chồng em mà hồi bữa em làm bún đậu mắm tôm đó là ba chồng với má chồng em ăn mắm tôm được. Còn hôm qua là mắm mình nên em ăn luôn, không có ai ăn chứ. Hôm qua ăn nước chua, nước đều. Còn lại miếng, xong rồi cái tối đó, cái em lấy bỏ vô cái hộp. Em để vô tủ lạnh. Để bữa nay chắc chiều đem ra ăn quá cả nhà. Cho nó hết, để lâu nó không ngon. Còn buổi trưa hôm nay là ăn ăn vậy nè cả nhà. Nó tựa như hủ tiếu Nam Giang vậy đó. Nhưng mà hủ tiếu Nam Giang này kiểu Trung Quốc nha. Nãy giờ em lo, em nấu xong rồi á. Xong rồi cái em quay em lo dọn lắm chứ. Nó nở khô nước chân cả nhà. Còn miếng nước này nở cạn của em rồi. Còn thứ ánh này á là hai đứa đi ra ngoài ở bờ sông đó nhà. Cái mò hến. Mò hến xong rồi cái thấy người ta mò người bao đó, tới chừng mình đem gỗ rồi đem cái lưới ra, cái bao mà để cái bao lưới mà để mấy con hến đó cả nhà. Rồi cái ga hai đứa mò lum tùm lum hết trơn, không thấy con hến nè, toàn thấy giỏ không cả nhà ơi. Rồi hồi sáng là cũng nhiều lắm, xong rồi người ta lội ra giữa sông á cả nhà. Thấy người ta lội ra giữa sông, người ta mò mới có. Nhưng mà nắng quá trời nắng luôn. Em kêu anh Mập xuống dưới, lội xuống dưới mò đi, mà không chịu đi. Em cũng em đâu dám đi đâu, tại vì em đâu biết bơi đâu. Mà ngay chân cái đập nữa.
nấu người tô bự gì ăn ngon tới chiều luôn. Ba chục tệ cho gạo tép với nghêu, còn bún, còn cái cặm miếng bún tàu này là ở nhà mình có sẵn nha cả nhà. 30 tệ tính ra cũng rẻ cả nhà, tính ra mình đi ăn ngoài là đã 25.000 một tô rồi mà nó ít xỉu à. Còn mình đang mua ở nhà 30 tệ mình nấu được cho 3 người, 30 tệ là nấu được 4 người cả nhà, tại vì em còn rau nè, còn nghêu nè, ở trong còn cỡ một tô á là nấu được thêm 30 tệ là nấu được cho 4 người ăn. Hồi xưa á, lúc mà em làm trên Sài Gòn á, đi mai trên Sài Gòn á, rồi cái chơi với mấy đứa xong rồi cái cứ thứ bảy chủ nhật, ủa chủ nhật chứ cả nhà, chủ nhật là súng nhau lại. Là lúc đó em nhớ em chỉ em nói với mấy đứa đó là bây giờ chỉ cần 100.000 thôi, tụi bay đưa cho tao 100.000 đi, tao đi mua đồ á, tao nấu một cái lẩu 100.000 cho tụi bay ăn lẩu Thái luôn. Mà lúc đó thì đồ ăn nó cũng rẻ lắm cả nhà, thì mình mua á 200 tép thì nó chỉ có tép nó có 10.000 hay là 8.000 trăm gram, mà mua 200-300 gram cho 38.000 trăm gram đi là rẻ nhất, 300 gram chỉ có 24.000 thôi, 24.000 tép đúng không. Mua bịch bò viên chiên, bịch cá viên chiên, một bịch xúc xích là một bịch đó chỉ có 10.000 thôi cả nhà, 10.000 một bịch, mà ba loại đó là 30.000, 30.000 dưới tép là 24, là 54.000, rồi mua ký bún đó, ký bún rồi bó rau muống này nọ, rau nhút này nọ, lúc đó là chỉ có 10.000, 12.000 không đâu, 15.000 một bó thôi cả nhà. Rồi khóm gà chua này nọ với một bịch đậu Thái là em nói là nấu ra nguyên nồi là mà 5-6 đứa ăn vậy đó, mà chỉ có 100.000 thôi mà vui lắm. Má chồng em về để em vô em nấu cho má chồng em ăn cả nhà. Xong rồi đó cả nhà, cái này nóng cũng nhanh lắm. Trời ơi, cái tô của em nó nở trên bành hết trơn. Quá thì nở luôn à, ăn bể bụng luôn. Cả nhà ơi, em xin dân video lại tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Nếu cả nhà thấy thích, hãy cho em một like và một đăng ký. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye, tạm biệt cả nhà.